Bây giờ mình bắt nước lên bếp và mình luộc cái lạp xưởng này nha các bạn. Sau khi mình luộc lạp xưởng 5 phút, mình gắp ra nha các bạn. Cho vào cái dĩa đây. Bây giờ mình cho một ít dầu vào chảo nha các bạn. Mình cho tỏi và ớt vào. Sẽ cho nước mắm vào, cho một ít nước vào, cho đường tiêu bột ngọt vào luôn.